Hôm nay là mình đang đứng ở giữa một cái cánh đồng hoa các bạn này. Đây là hoa do con người trồng nên. Đây là những cái cây hoa ca đây này các bạn này. Hoa của cái quả ca trắng đây này các bạn này. Đây, đây đây cái quả cà đây. Hơi che một chút qua này để đến mùa hè mà mình múi dưa đây. Những cái cánh đồng hoa đang bắt đầu nở rộ. Thì hôm nay anh em mình đi qua ghé qua đây và vô tình là thấy cái con ong khoái với cả ong mật nó lấy hoa đây rất là nhiều. Nó lấy những cái nhụy phấn này này. Đây những cái phấn ở chỗ cái màu đỏ đỏ này này. Thì ở đây hôm nay thì mình cũng có sử dụng một cái công cụ và một cái máy móc mới nữa. Thì cái này mua về thì thực ra các bạn không phải là mua về để đi chơi, mà mua này vừa để quay phim nước quác này, vừa là để xem những cái tổ ong khoái nó vượt đồi này các bạn này. Nếu nó vượt ở một cái đồi lạ, nó qua một cái lõng khe mà mình lười đi qua, mình có thể đưa cái máy bay của mình đến đó và vượt lật khe sang bên kia, và mình biết địa hình bên kia để mình có thể đối phó và sử dụng nó lanh lẹ hơn. Thì đây là cái chiếc Mavic Mini mà mình mua về cũng khá là lâu các bạn, mang đi trải nghiệm được một số lần rồi. Ong ở đây thì mọi người có thể để ý là cái tiếng động của cái máy bay này rất là thu hút những cái con ong. Rất là nhiều ong bay luôn. Như anh Hòa đang đón ở kia là mình để máy bay ở một chỗ là để cho ong nó lấy hoa từ đây nó bay lên đây. Bay lên đây. À ở tổ ra. À nghĩa là một số từ tổ trong ra thì nó gặp cái flycam này nó tưởng thấy cái tiếng động là nó mới xuống. Nó rất là hiệu quả cái chỗ như thế các bạn, để mà sử dụng những cái công nghệ mà khoa học để mà vào tìm ong thì có lẽ là mình nghĩ là cái đây là một cái môn cũng không còn là mới nữa. Sử dụng ống nhòm thì nhiều anh em đến bây giờ đã sử dụng nhiều rồi, và bây giờ thì mình sẽ thử test thử cái này để mình đang đặt ở đấy để cho anh Hòa anh ấy ngắm này. Từ nãy thấy nhiều con chưa anh? Thấy. Vào một hướng à, một tổ thôi à? Đấy mình để đúng khoảng cách này xem nào. Chết rồi. Máy nó mất có vẻ là mất kết nối với con này rồi hay sao ấy. Cái này mình cứ để đây đấy các bạn nhé. Xong rồi mình mang ống nhòm này. Mình ra để xem anh Hòa xem tình trạng tình hình là cái con ong nó phi về cái hướng nào, xem là có chuẩn xác hay không. Vì cái đường này thì cái đường ong bay thì nó là một đường thôi mà. À những cái cánh đồng hoa này cung cấp cho những cái tổ ong mật với những cái tổ ong khoái đây thì sự là nguồn hoa phải gọi là đỉnh cao luôn các bạn. Có con nào quay hướng nào nữa anh? Sang kia chắc đi lấy hoa rồi. À, sang kia à? Ừ, nhưng mà đa số là vào đây. Ngay góc này anh. Đây vào cái cây lá vàng vàng dụng lá này. À, thế thì tổ ngay góc này, khả năng ngay góc này thì có đường vào mà anh. Nó bắn vào đấy. Nó bay ra đây à? Nó ở kia ra vào kia xong mới xuống, có con ở đây lên vào kia xong rồi vào. À. Thế này thì dễ dàng rồi các bạn nha. Mình vừa mới tìm thấy cái cách này thì cũng chưa lâu đâu, nhưng muốn chia sẻ cho anh em thôi. Ơi, cho em nó về bản nào. Kẻ ra lái cái này cũng dễ rồi các bạn. Mà tìm ong nó cũng khá là hiệu quả đấy. Anh Hòa bắt được hướng rồi phải không? Nhưng mà mình cũng chưa thử quay cái tổ ong nào chưa thử quay cái tổ ong nào bằng cái flycam này. Vì ong nó bâu rất là kinh. Để tạm đây đã. Rồi. Thấy hai tổ liền luôn. Đúng là có hiệu quả lắm đấy cái máy bay đấy. Đây một tổ thẳng tắp ở trên đỉnh bên kia. Còn một tổ ngay góc kia. Sáng sớm ra có cái sự may mắn nhẹ nhàng luôn ở cái khu vườn hoa ca này. Khu vườn này tạo cho chúng ta hai cái tổ ong, và bây giờ thì chúng ta cùng kiểm chứng xem là lớn hay bé nè. Gặp chủ vườn thì mua mấy cân cà luôn. Ừ. Gặp chủ vườn đúng là mua mấy cân cà luôn đấy các bạn. Cái vườn hoa cà cực kỳ tốt, và các bác nói thế là để trồng được những cái cây cà này cũng phải chăm sóc và mất rất là nhiều công lao thì nó mới ra được cái những cái nụ hoa nhìn nó như thế này. Và khi những cái quả cà đến tay người dùng thì nó phải trải qua rất là nhiều công đoạn. Để em đi sắp xếp đồ đạc đã. Cái việc mà mang theo cái dụng cụ và đồ đạc nhiều này thì cũng rất là mệt. Tuy nhiên là cái hiệu quả của nó để việc vấn đề về tìm kiếm thì rất là cao. Anh em mình sẽ có được nhiều hướng hơn và dễ dàng hơn. Và những cái hộp đồ của mình thì nó thật các bạn là càng ngày mình càng cảm thấy là nó nặng lên nhiều ấy. Mang máy quay rồi là ống nhòm, riêng ống nhòm nó đã 8 lạng rồi. Và máy quay nữa. Và mọi thứ là hôm nào mình sẽ test thử cho các bác
làm cái video về các bác về cái ống nhòm của mình để cho anh em còn cùng biết thêm, bởi vì thật ra thì ống nhòm ấy thì ít cũng nhiều người dùng rồi nhưng mà ít người chia sẻ. Ui, anh ấy lên ra hết rồi đấy. Nào lên nào các bác ơi, anh Hòa đang lên này. Lên bằng một tay và một tay cầm đuốc. Thì các bác biết đấy, mình thì đang ở trên này sẵn rồi. Cái khói ở bên trên lúc đầu thì nó lên, tuy nhiên thì bây giờ thì nó ngừng lại. Anh em mình có một cái sợi dây lên rất là tốt. Đây anh Hòa lên được một nửa thì chắc là sẽ đưa cái đuốc cho mình. À anh Hòa móc vào bên đầu kia, rất là tiện lợi, rất là thông thái các bạn, bởi vì là khu vực đấy thì này, dễ. Đợi em đây, bốn lợi em phải không? Đây đây, để em móc vào đây nhá. Em móc ngay đây nhá. Tôi lên đây, tôi lên rồi cái tàn của anh. Rồi ok. Đây, móc vào bên này rồi. Mình móc vào kia rồi. Anh Hòa lên đấy này. Được không anh? Móc thẳng xuống dưới tổ nhỉ. Khói nó lên đây. Thổi thổi một vài bài. Bye bye. Ồ, thế tớ tự lên thôi anh ạ. Ua. À, đặt sang bên này à? Chưa được anh ạ. Đặt bên đấy cũng không được. À đúng rồi, lên đến bên kia rồi. Anh đặt vào bên góc bên kia. Thì cái quân ở bên đấy thì có vẻ lượng quân ở bên đấy ít hơn. Ô anh mặc cả tất lên à? Ui, từ từ, anh lên đi, anh cứ lên thẳng đi. Em bám mà. Nguy hiểm chưa các bạn? Đánh tổ này, chưa đánh tổ nào mà ngồi trên gốc cây mà đợi ong nó về như này cả. Đợi ong nó về nó đi chán đi. Đây đây đây, khói bên kia thốc ở đây. Bây giờ ong nó bắt đầu ra này, bây giờ lên anh Hòa chỉ cần phát ra, anh Hòa quét ra thì ong nó ra hết các bạn. Anh vừa về cái gốc cây à? Bây giờ là phát cái chỗ kia nó còn rất là lâu. Toàn gai anh. Anh đạp cho nó mấy phát cho nó ra hết đi anh. Gạt con dao đi. Anh gạt cái dao để gạt một phát là được. Để cái cục mật nó như thế nào nào. Đã bay đầy người. Ui có mật đấy anh ạ. Mật nó mở nhiều lắm. Mở nhiều nó mở ăn rồi đấy. Kìa. Cả bên kia nữa kìa. Ui giời. Nó là nguyên cây gai đấy luôn anh. Ui tổ này có cả ong đực rồi. Bay ong đực bay. À đây cái lỗ này là cái khu vực ong đực này. Ong đực đấy là khu vực ong đực. Còn bên dưới này là cái mũ chúa này. Đấy các bác nhìn rõ cái con ong đực thì cái tiếng nó khác hoàn toàn. Vâng anh lùi dây đi. Nó ăn hết rồi anh ạ. Nếu không nhanh là nó ăn luôn đấy. Vui như là chúng tổ kiến đấy. Lại chúng tổ kiến nữa. Quá là mệt mỏi cho anh Hòa. Cối hết tổ rồi. À bị sâu hết rồi. Anh ơi nó áp mật về dưới chân anh người đây này. Dưới chân này này. Ui đây một cục bầu thế này. Thế thì phải lấy rồi. Phải thế lấy đây. Ui đấy một cục nữa. Hai cục rồi. Thế lấy hết đi anh ơi. Lấy hết nhá. Vâng bắt buộc phải lấy nhộng thôi. Bởi vì tổ này nó cũng nở rồi. Nó thối hết tổ này quá này. Nhìn thấy sâu. Có phải sâu không anh? Sâu. Sâu tổ à? À được cục một thế này nữa. Dạ. Bắt buộc phải lấy các bác nhá, có hai cục mật mà lấy lại cái tổ nó già quá rồi. Ui. Cái cột khói đẹp nhờ. Sâu này. Sâu đấy anh. Ui cái tầng sâu nó vào tổ kìa. Anh mẻ cho em cái cây ở ngay chỗ tay anh kìa. Được chưa? Ừ anh ạ. Ui có mật chứ. Có mật không anh? Ui có đầy mật chứ anh. Có chứ. Có mật thôi. Ôi đây này cái chỗ anh giỏ thòng tọc cơ này. Này cầm lên cho nó chỗ nhị ít nữa. Đây cho em cái nhị này. Để đây là phía này. Đây nhị bỏ ra đây các bạn. Nhị bỏ ra phía bên cái hòm này. Bên này xem anh Hòa đánh nào. Ui cái cục bầu mỏng quá mà lại có mật gì anh nhở. Có chứ. Ui này. Ý qua nhìn thấy em sướng không.
Đi thở ra thành tạch luôn, từng chỗ một, từng chỗ một. Nhưng mà phải loại bỏ cái này đi anh nhá. Loại bỏ cái sâu. Cái sâu kìa. Đấy, cái vết sâu, cái con sâu nó cắn tổ các bạn. Đây mới chỉ là cái tổ đầu tiên mà anh em mình sử dụng cái máy bay này. Mà cũng khá là ổn các bạn. Ui anh ấy mật. Wow. Ngon rồi anh ơi, không ngờ là bao nhiêu lâu nay lại được một tổ nhờ. Thế chứ lại. May nó khác được rồi các bạn. Sáng sớm hay ra. Sáng sớm biết là ra chân cửa nào đây. Cả ta rách túi anh nhá. Tao túi rồi. Thành ơi. Ôi. Đẹp lắm. Đẹp lắm á? Ừ. Đứng lắc anh. Ui. Ui thành tảng đây. Thành tảng mà anh. Được. Được không? Được. Ê sướng. Sướng. Quá ngon luôn. 45 cân đấy anh nhở. Ồ các bác nhìn thấy cái cục mật nó có mật là nhìn nó khác luôn này. Bao lâu nay anh em mình đã phải đợi chờ khá là lâu để đợi cái ngày mà ong nó có mật đây. Đây lúc này những cái con ong, ong thợ, những cái con ong ong đực nó bay vào nó bu rồi. Nó bu nhiều. Dạ. Anh em chưa dâm chân được. Dạ em một tí nhá. Đây. Đây anh đưa cho em. Hai anh em mình kết hợp và quả này hơi bị ác. Ồ, khói được anh ấy bỏ xuống dưới. Tí nữa xuống kia anh em mình gặp sau. Ở đây cái miếng nhộng đây này. Miếng nhộng thu về đây này. Tầm 3 cân 4 cân anh ạ. Tầm đấy. Anh xuống đi. Không ngờ ông mà hiền mà ngay sát đường các bạn. Tổ này bị oan với cái tổ đằng sau cái máy bay kia. Cả hai tổ thì nó đều bâu cái máy bay. Biết chưa? Được chưa? Được. Cẩn thận có gai nhé. Anh tụt xuống đi để em lấy phấn hoa với nhộng cùng sau. Phấn hoa này. Anh xuống luôn được không? Anh xuống luôn đi. Thằng ong nó bỏ bông nhiều lắm rồi. Bỏ luôn ba lô xuống anh ạ. Mắc cái dao. Vâng. Xuống đến đường. Anh em mình à. Nãy thì ra các bạn, thì ra là cái tổ ong ấy nó bay từ kia ra, nó chạm vào cái máy bay, xong rồi chạm máy bay nó lại lật về trên cái quả đồi này. Thành ra anh em mình cứ nghĩ là cái tổ ong là nó là hai tổ, thì ra là nó ở cái đầu tổ ra thôi. Đây là cái mật của tổ vừa đánh xong đây này. Đúng, anh em mình kiểm tra lại. Ui cái này vàng óng anh nhỉ. Đây này vàng óng. Ui mật vàng đẹp chưa. Đấy, tầm 3 cân anh nhỉ. Chắc tầm đấy 3 cân thôi. Cái mùa này được tầm này là may mắn lắm rồi. Thì đấy như các bác cũng biết thì đây, hiệu quả của nó là mang theo nó nặng, có ưu nhược điểm của nó cả. Mang theo thì cái này chỉ phù hợp cho tìm ở ấy thôi, gọi là tìm ở ngoài ngoài trời, nghĩa là tìm ở những cái rừng sâu ấy, phù hợp cho tìm rừng sâu với rừng cao và vượt đồi thì phù hợp. Còn những cái trường hợp bình thường nha thì chúng ta cũng vẫn có thể tìm được dễ, nó cũng vẫn dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì mang vác theo thì mang theo rừng thì chúng ta sẽ nặng hơn, nên là chỉ sử dụng cho những cái trường hợp khó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Giờ anh em mình lùi đổ mang đồ xuống, đi tiếp tục xuống dưới để tìm những cái tổ ong khác theo cái hướng cái con đường này. Thank you.